đặc biệt nhất của huấn luyện viên Philippe Chuze khi mà Tài và các đồng đội đã từng làm việc với thầy là gì? Em nghĩ là thầy trong sân là một con người khác mà ra ngoài cũng sinh hoạt một con người khác. Trong sân thì thầy rất là nghiêm khắc và rất là kiểu răn đe cầu thủ ấy. Còn ở ngoài thì thầy rất là hiền lành và rất là gần gũi.